Đức Thế Tôn, Ngài như đóa hoa sen tinh khiết giữa nhân loại, Ngài như đóa hoa sen thù diệu trong chốn nhân thiên. Ngài đến thế gian tỏa hương thơm ngát cho đời, xoa đi giải trừ tất cả phiền não khổ đau cho tất cả chúng sinh. Giáng sinh của Đức Thế Tôn nơi trần gian là một sự kiện hy hữu ngàn muôn năm mới có một lần. Đức Thế Tôn đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, tinh tấn tu hành, thực hành tất cả các công hạnh, gian khổ, bỏ cả máu thịt của mình để cầu con đường giác ngộ. Thế Tôn đã chứng đắc vô thượng Bồ Đề, thấy được chân lý. Vì lòng thương tưởng cho đời, vì thương xót tất cả chúng sinh, Đức Thế Tôn đã từ giã nơi cõi trời an lạc, giáng sinh nơi thế gian đầy tăm tối u mê và trược loạn. Sự kiện đản sinh của Đức Thế Tôn đã đem lại niềm vui bất tận cho tất cả nhân thiên, tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con vô cùng hân hoan và hạnh phúc. Chúng con xin được kết tâm thành, thành đóa hoa sen này dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, ngợi ca sự tinh khiết của Đức Thế Tôn, tâm trí Đức Thế Tôn trong sạch sáng ngời như đóa hoa sen thơm tinh khiết này. Trí tuệ Phật sáng như mặt trời chiếu soi khắp thế gian.